nhộn nhịp chào đón các quý vị đại biểu, khách quý, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh đã tới tham dự chương trình Galaxy Cup năm 2024 của Havana Event ngày hôm nay. Lời đầu tiên, cho phép MC Đồng Phúc được thay mặt những người thực hiện chương trình xin được gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành. Chúc chương trình diễn ra thành công rực rỡ. Tham dự cuộc thi Havana Event ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Hoàng Mạnh Tiến, chủ trưởng ban tổ chức, cùng toàn thể các câu lạc bộ, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh tới tham dự sự kiện ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón. Ngay sau đây sẽ là một tiết mục văn nghệ được mang tên Hào khí Việt Nam do đội nhảy biểu diễn. Xin hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho tiết mục này.